hôm nay chúng ta trong truyền thống của người Việt, chúng ta dâng thánh lễ kính nhớ đến các ông bà tổ tiên của chúng ta, và trong tâm tình trước thềm năm mới, một lần nữa chúng ta cùng đốt lên một tràng pháo tay cùng chúc tân xuân mậu tuất. Và riêng cộng đoàn của chúng ta, vì cha phó Nicholas là ngài chọn giáo xứ của chúng ta là giáo xứ đầu đời mục vụ của ngài, và chính vì thế đây cũng là những thánh lễ xuân và là thánh lễ đầu tiên trong đời mục vụ của ngài nữa. Chúng ta trong tâm tình đó cũng một tràng pháo tay để chúc mừng cha phó. Thank you.
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người đã đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin. Đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Noe đóng tàu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Đó là